các bạn nha. Em mèo này đang bị mắc kẹt trong một cái quạt này các bạn nè. Đó. Em đang bị mắc kẹt trong một cái quạt nha. Em mèo không biết nối ra đấy các bạn nha. Vì mình sẽ cứu em mèo này nha các bạn nha. Đây. Mà chị kéo em mèo ra. Có một em mèo con bị kẹt ở trong cái quạt này các bạn. Phớ quên. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Để mình lấy em mèo ra. Tay mình to quá các bạn. Không lấy được. Mèo 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 mèo. Tôi to. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Em đang không biết ra nè các bạn. Con để một ít đồ ăn đi. Đồ ăn. Mèo 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 mèo. Chỉ biết ăn luôn mà. Hay để chốc chốc người đi để cho em ra. Mèo mèo. Đây là một cái quạt này các bạn này. Đó. Mèo con ngượng ngượng chui vô cái quạt này nha các bạn nha. Rồi, tự nhiên, nhiên thôi. Sao cái đầu vào đây? Đầu ra trước đi. Rồi. Từ từ. Rồi, cái này. Nè. Rồi, ok. Đó, đi chơi rồi các bạn này. Đi gặp rồi đó. Rồi, lấy ra nha. Rất vui vì được vậy đó. Đây anh trai đã giải thoát được cho mèo con này nha. Em là em con chào các bạn nha. Đây mèo con nào. Chị vào nha.